chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Việt Nhật tối ngày 9 tháng 10 của Ohio. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Osaka xảy ra cháy lớn tại khu mua sắm Nishiku. Một người đàn ông 74 tuổi hiện vẫn đang không rõ tung tích. Giám đốc Đại học Nihon bị bắt giữ do nghi ngờ gây thất thoát lên tới 200 triệu yên. Các học giả sư phạm Nhật Bản kêu gọi sửa đổi luật để ngăn chặn bắt nạt. Cùng các tin tức khác về tỷ giá yên Nhật, tình hình dịch bệnh và chuyên mục điểm tin nhanh đang nhận được nhiều sự quan tâm sẽ được Ohio đề cập trong bản tin tối nay. Mở đầu là các tin tức đến từ Nhật Bản. Đến 18 giờ 45 phút ngày 8 tháng 10, Nhật Bản ghi nhận có 827 ca nhiễm mới. Số ca bệnh nặng giảm 69 ca so với ngày hôm trước xuống còn 526 ca. Có ghi nhận 46 trường hợp tử vong. Vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng nay ngày 9 tháng 10, một đám cháy bùng phát tại một tòa nhà trong khu mua sắm ở Nishiku, Osaka, thiêu rụi 4 tòa nhà lân cận. 41 xe chữa cháy và một máy bay trực thăng đã được điều động đến dập lửa. Đến 9 giờ sáng thì đám cháy gần như được dập tắt, một phần mái tôn cũng bị thiêu rụi. Cảnh sát đang gấp rút xác nhận một người đàn ông 75 tuổi sống trong tòa nhà được cho là nguồn gốc của vụ cháy, hiện đã mất liên lạc. Vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, Văn phòng Công tố Tokyo đã ra quyết định bắt giữ Giám đốc Đại học Nihon Tadao Inokuchi và Masami Himoto, cựu Giám đốc Tập đoàn Y tế lớn Kinsukai có trụ sở tại Osaka, bị nghi ngờ gây thiệt hại cho Đại học Nihon khi hơn 200 triệu yên bị rò rỉ bất hợp pháp ra bên ngoài trong quá trình xây dựng lại bệnh viện Itabashi trực thuộc Đại học Nihon. Hiện tại, Cục Điều tra đặc biệt vẫn đang tiến hành điều tra làm sáng tỏ tình hình thực tế. Trước tình trạng bắt nạt ngày càng nghiêm trọng đang tiếp tục xảy ra trên khắp đất nước, các học giả sư phạm đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp yêu cầu sửa đổi đạo luật thúc đẩy biện pháp chống bắt nạt vào ngày 8 tháng 10 vừa qua, dựa trên tiếng nói của các nạn nhân và phụ huynh có con em bị bắt nạt. Tại cuộc phỏng vấn, số trường hợp bị bắt nạt được báo cáo lên tới khoảng 600.000 trường hợp mỗi năm, thậm chí có cả trường hợp dẫn đến tự tử. Các khuyến nghị là thiết lập một hệ thống tư vấn và hỗ trợ hiệu quả để giải quyết những lo lắng của nạn nhân, cho phép chính phủ trực tiếp đưa ra các biện pháp chỉnh đốn cảnh cáo nếu trường học không hoạt động theo luật, đồng thời cũng đưa ra các biện pháp chỉnh đốn cảnh cáo đối với kẻ bắt nạt. Tiếp sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với thông tin thời tiết. Hôm nay, khu vực xung quanh Nhật Bản có khí áp cao nhẹ bao phủ và trời sẽ có nắng trên diện rộng. Tuy nhiên, do không khí ẩm chảy từ phía đông, trời sẽ mưa ở những nơi trên Thái Bình Dương như Tohoku và Kanto. Ngoài ra, các đám mây mưa và mây sấm sét dự kiến sẽ xuất hiện cục bộ ở miền nam Kyushu và Okinawa. Nhiệt độ tối đa trên toàn quốc sẽ ở ngưỡng cao, nắng nóng như mùa hè, dự kiến sẽ rơi vào khoảng 30 độ C. Tiếp theo là các tin chính tại Việt Nam. Hôm qua, ngày 8 tháng 10, trên hệ thống quản lý ca bệnh quốc gia ghi nhận có thêm 4.806 ca nhiễm mới, 994 bệnh nhân được ra viện và 114 ca tử vong trong ngày. Theo thông tin từ một lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Ánh Viên đã bày tỏ nguyện vọng muốn giải nghệ. Ánh Viên muốn chia tay đội tuyển bơi Việt Nam để dành thời gian cho bản thân. Mặc dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng Ánh Viên vẫn là vận động viên có thể giành nhiều huy chương vàng nhất cho Liên đoàn Thể thao Việt Nam. Sau đây là chuyên mục điểm tin 24 giờ tại Việt Nam. Việt Nam có thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19. Chiều nay ngày 10 tháng 9, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh tràn về. Hà Nội xử lý nghiêm trường tư thục liên cấp Capital vì tự ý cho học sinh đến lớp. Hà Nội đồng ý mở lại 2 đường bay từ Nội Bài. Tiếp đến là chuyên mục điểm tin thế giới. Facebook tiếp tục dập mạng lần thứ 2 trong vòng 1 tuần. Xuất hiện chủng mới của biến thể Delta tại Australia. Tổng thống Chile bị văn phòng công tố nước này điều tra về vụ bán một công ty mỏ sau khi chi tiết mới xuất hiện trong hồ sơ Pandora. Khủng hoảng điện, Trung Quốc tăng cường khai thác than đá. Cuối bản tin là tỷ giá yên Nhật cập nhật đến 19 giờ ngày 9 tháng 10. Giá 1 yên mua đang là 198,62 đồng bằng tiền mặt và 202,62 đồng bằng chuyển khoản. Yên Nhật đang có giá bán là 209,04 đồng theo Vietcombank. Tỷ giá theo các dịch vụ chuyển tiền khác, quý vị vui lòng theo dõi trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin tối ngày 9 tháng 10. Hẹn quý vị vào số tiếp theo của bản tin Việt Nhật.